Chiều nay đã diễn ra lễ ký kết phối hợp thông tin truyền thông năm 2021 giữa quận Mỹ Hải Châu với hai đơn vị báo chí là Đài Phát Thanh Truyền hình Đà Nẵng và Báo Đà Nẵng theo văn bản ký kết các bên tăng cường phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền đảm bảo chính xác khách quan kịp thời hiệu quả phục vụ nhiệm vụ chính trị của quận đài phát thanh truyền hình đà nẵng báo đà nẵng sẽ tuyên truyền những chủ trương hoạt động của quận trên các lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh xây dựng đảng cuộc vận động ba hương chương trình thành phố quân an và những mô hình mới cách làm hay qua đó thông tin quảng bá hình ảnh giới thiệu tiềm năng thành tựu phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh của quận hai châu đến nhân dân thành phố và bạn bè trong nước Chiều nay, Viện Pasteur Nha Trang phối hợp với Sở Y tế Đà Nẵng tổ chức hội nghị truyền thông y tế về bệnh không lây nhiễm, giảm ăn muối và phòng chống COVID-19. Tại hội nghị, cán bộ các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố đã được chia sẻ các vấn đề về gánh nặng bệnh tật của bệnh không lây nhiễm hiện nay tại Việt Nam cũng như trên thế giới, việc phòng chống bệnh không lây nhiễm trong đại dịch COVID-19, các hoạt động truyền thông về giảm ăn muối để phòng chống tăng huyết áp, đột quỵ và các bệnh không lây nhiễm khác. Theo Bộ Y tế, bệnh không lây nhiễm hiện nay chủ yếu là các bệnh như tim mạch, đái tháo đường, ung thư, bệnh phổi mãn tính, rối loạn tâm thần. Thống kê cho thấy Việt Nam hiện có 32 triệu người mắc các bệnh không lây nhiễm, chiếm trên 33% dân số. Với sự hỗ trợ từ Tổ chức Y tế Thế giới, năm 2021, Đà Nẵng sẽ triển khai quản lý bệnh không lây nhiễm tại 20 trạm y tế xã phường.